Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Voi mẹ mang thai lang thang vào làng xin ăn, bị dân làng lừa ăn quả dứa pháo phát nổ rồi qua đời. Voi mẹ hiền lành chỉ muốn xin chút hoa quả để ăn cho đỡ đói bụng. Nó quá tin tưởng, cứ nghĩ dân làng cho đồ ăn thật, nhưng không ngờ đây lại là quả dứa chứa pháo nổ. Sự việc đau lòng này xảy ra tại quận Nalappuram của Kerala. Vụ việc thương tâm được đưa ra ánh sáng sau khi một nhân viên kiểm lâm ở quận Malappuram chia sẻ chi tiết trên trang Facebook của mình. Ngay sau khi đọc được bài viết này, hàng triệu người đã rơi nước mắt. Ai nấy đều vô cùng thương xót hai mẹ con voi và thể hiện sự giận dữ đối với dân làng. Cũng theo thông tin cung cấp, voi mẹ đang mang thai và tìm vào làng để xin ăn. Trước sự xuất hiện của voi mẹ, người dân ở đây đã lừa cho nó ăn một quả dứa bên trong có chứa pháo phát nổ. Sau khi quả dứa phát nổ trong miệng khiến lưỡi và miệng bị tổn thương nặng nề, voi mẹ đã chạy khắp nơi nhưng không đáp trả ai cả. Nó trầm mình xuống sông để dịu cơn đau. Tuy nhiên vì sự hiền lành, ngây thơ tin tưởng dân làng, voi mẹ đã phải kết thúc cuộc đời mình và voi con trong bụng. Vụ việc xảy ra khiến bất cứ ai cũng cảm thấy đau nhói. Việc hại động vật hoang dã đã là trái phép luật, nhưng hơn nữa, voi mẹ còn đang mang thai. Mặc dù bị tổn thương và chịu đau đớn, nhưng voi mẹ đã không giẫm nát ngôi nhà nào trong lúc hoảng sợ. Sĩ quan Mohan Krishnan, thành viên của đội phản ứng nhanh đến để giải cứu con voi, đã viết trên trang cá nhân ở Malayalam. Nó đã tin tưởng tất cả mọi người. Khi quả dứa nổ tung, nó đã bị sốc khi nghĩ về voi con trong bụng sẽ ra đời sau 18 đến 20 tháng. Hình ảnh voi mẹ đứng ở sông Siriya với thân cây và miệng bị thương chìm dưới mặt nước khiến ai cũng đau xót. Voi mẹ đang nỗ lực để ngăn ruồi và bọ bay vào vết thương. Mặc dù đội cứu hộ đã rất cố gắng để đưa voi mẹ ra khỏi đầm nước, nhưng dường như voi mẹ đã có ý định kết thúc cuộc đời ở đó. Mọi nỗ lực của nhân viên kiểm lâm đều vô ích. Voi mẹ đã mất vào lúc 4 giờ chiều ngày 27 tháng 5, trong khi vẫn ở dưới sông Veriya vì quá sợ. Đây được xem là một vụ làm hại động vật hoang dã vô cùng nghiêm trọng. Hành vi của người dân địa phương đã nhận chỉ trích nặng nề từ người dân khắp nơi trên thế giới. 10X nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn gương mặt mà phát hoảng. Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi, cô gái xứ Trung có nickname là Tiểu Z Nana khiến nhiều người giật mình khi khoe nhan sắc thực sự. Mới đây, một cô gái đã chủ động chia sẻ trên mạng xã hội về kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi của mình. Lập tức, cô đã nhận về sự chú ý khi để lộ gương mặt trong phát hoảng. Theo tìm hiểu, cô gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ có nickname là Tiểu Z Nana cho biết bản thân dấn thân vào sự nghiệp làm đẹp từ năm 13 tuổi, trải qua 60 ca phẫu thuật lớn nhỏ trong 2 năm. Tiểu Z Nana từng động dao tới những vị trí trên cơ thể như 6 lần chỉnh sửa hai mắt, làm mí 5 lần, làm mũi 4 lần, mài xương toàn bộ gương mặt 1 lần, hút mở mặt 2 lần, độn cằm giả 1 lần và nhiều phẫu thuật khắp cơ thể. Tiểu Z Nana luôn tự hào về vẻ ngoài của mình, liên tục công khai những hình ảnh của mình trên trang cá nhân. Trong khi đa số mọi người bình luận không mấy tích cực như khuôn mặt biến dạng, cằm nhọn đáng sợ, sống mũi không tự nhiên thì cô lại cảm thấy mình rất xinh xắn. Dù nhiều người thích vẻ đẹp của Tiểu Z Nana trước kia nhưng cô cho biết bản thân rất hài lòng với hiện tại. Về chi phí, Tiểu Z Nana tiết lộ số tiền để mài khung xương là 200.000 nhân dân tệ, khoảng 664 triệu Việt Nam đồng. Cô cho biết, ngoại trừ hộp sọ thì toàn bộ xương trên cơ thể mình đều đã trải qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Trước những thắc mắc từ cộng đồng mạng về nguồn gốc số tiền mà Tiểu Z Nana chi trả cho hàng chục ca phẫu thuật nhiều năm qua, cô thẳng thắn trả lời đó là tiền của gia đình mình. Hiện tại, Tiểu Z Nana đang tạm thời nghỉ học và ở nhà bởi vì sức khỏe không ổn do phẫu thuật quá nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với những lời chỉ trích từ thế giới bên ngoài, Tiểu Z Nana vẫn luôn lạc quan. Chuyện của tôi ra sao các người cũng không quản được đâu, và không phải ai cũng dám nằm trên bàn mổ như thế. Với gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, Tiểu Z Nana bị nhận xét là phẫu thuật thẩm mỹ lỗi và trông kỳ dị như người ngoài hành tinh. Tại trang Weibo cá nhân có hơn 223.000 người theo dõi, Tiểu Z Nana thường xuyên đăng những bức ảnh về cuộc sống sang chảnh, mua sắm hàng hiệu cũng như cập nhật tiến trình các cuộc phẫu thuật của mình.